Trái đất tôi yêu màu xanh xoay vòng quanh mặt trời, cô viết xe đi thật nhanh. Trong tình yêu, tinh thần luôn rạng ngời, áo trắng xin mạnh mẽ lên, kiên cường thêm qua hàng đêm, vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin lên đôi vai suốt bao ngày. Nếu mình cùng đón ban mai dịu êm, xoa bàn tay, xoa sạch đi vì phần hạnh phúc khi đeo khẩu trang, quên buồn đau, không được nghĩ tiêu cực vì chúng ta là Việt Nam, không ngại chi. Bạn đệm hát bài Cô Vi Nhanh Đi Đi. Dung xin chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe và bình an trong mùa dịch này nha. Rồi bài này thì mình sẽ có 4 hợp âm cơ bản thôi. Mình sẽ có hợp âm đô trưởng ký hiệu là chữ C nè. Hợp âm la thứ ký hiệu là AM. Hợp âm pha trưởng ký hiệu là chữ F. Hợp âm son trưởng ký hiệu là chữ G. Đó, mình chỉ có 4 hợp âm đơn giản vậy thôi. Nếu mà các bạn muốn hát bằng với tông của ca sĩ thì mình kẹp cao lên ngang thứ nhất nhé. Rồi, ở hai cái khổ đầu tiên, hai cái đoạn đầu tiên á, các bạn sẽ rải công thức là chập 3-2-1, 3-2-3. Cái chập đầu tiên á, các bạn có thể chập 4 giây cũng được. Chập là móc 4 giây này lên cùng lúc á. Hoặc là các bạn sẽ móc dây 4 và dây 2 cũng được. Đó, mình chọn cái nào cũng được ha. Ví dụ như là 4-2 đi, chập 4-2 cùng lúc nè. Dây 4 đây, dây 2 đây. Rồi đánh 3-2-1. Sau đó nghỉ xíu rồi lại 3-2-3. Một hợp âm các bạn sẽ lặp lại hai lần công thức này ha. Và các bạn đánh nhanh lên 4-2. Thì cái này Dung đọc tắt là chập nhé. Chập 3-2-1 3-2-3. Chập 3-2-1 3-2-3. Đó, mình sẽ đánh với tốc độ nhanh như vậy. Và một hợp âm mình lặp lại hai lần. Chập 3-2-1 3-2-3. Chập 3-2-1 3-2-3. Chập 3-2-1 3-2-3. Chập 3-2-1 3-2-3. Đầu tiên các bạn chưa có quen thì mình cứ tập với tốc độ thật là chậm trước ha. Sau đó mình mới tăng tốc dần lên. Ok, vô với câu hát nhé. Các bạn xem hợp âm đứng trước chữ nào thì đến chữ đó mình sẽ chuyển hợp âm nha. Cô Vi ơi, mang bao nhiêu đau thương còn chưa đi, mang bao nhiêu đêm nước mắt trên mi, nụ cười của trẻ thơ vẫn đây. Chậm lại như giấc mơ không tan, động lực vượt qua giống như đam mê luôn rực cháy. Ok, như vậy là xong đoạn 1, đoạn 2. Tới cái điệp khúc thì các bạn sẽ có hai cách đánh. Một là các bạn sẽ đánh công thức này. Hai là mình sẽ quạt. Rồi, giờ Dung nói cách 1 trước nhé. Các bạn sẽ đánh là móc đập 3-2-1 đập. Cái móc đầu tiên là các bạn sẽ móc 4 dây đàn này lên cùng một lúc luôn. Rồi đánh 3-2-1 đập. Đập là đập vô dây đàn ha, mình co tay lại mình đập vô dây. Móc đập 3-2-1 đập. Một hợp âm các bạn sẽ lặp lại hai lần công thức này và các bạn đánh đúng như cái tiết tấu Dung đọc luôn nhé. Móc đập 3-2-1 đập. Móc đập 3-2-1 đập.
móc đập 3 2 1 đập, móc đập 3 2 1 đập. Rồi mỗi học âm 2 lần nè, đô trưởng, la thứ, fa, son. Ví dụ mà bạn nào mà mình không có móc được 4 giây á, thì các bạn có thể thay cái móc thành cái quạt xuống, thì nó sẽ là xuống đập 3 2 1 đập, xuống đập 3 2 1 đập, xuống đập 3 2 1 đập. Rồi vô cô hát nha. Trái đất tôi yêu màu xanh, xoay vòng quanh mặt trời cô viết sẽ đi thật nhanh. Trong tình yêu, tinh thần luôn rạng ngời, áo trắng xin mạnh mẽ lên, kiên cường thêm qua hàng đêm. Vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin, lên đôi vai suốt bao ngày. Nào mình cùng đón ban mai dịu êm, xoa bàn tay, xoa sạch đi vì khuẩn hạnh phúc khi đeo khẩu trang. Rồi còn cách thứ hai thì các bạn sẽ quạt, mình sẽ quạt 3 cái xuống, 1, 2, 3. Đó, mình sẽ quạt 3 cái xuống như vậy. Và cái nhịp nó đi, các bạn sẽ đánh giống như cái nhịp dung đọc á. 1, 2, 3. Một hợp âm mình lặp lại 2 lần nha. Có nghĩa là sẽ có 6 cái quạt xuống. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Đó, chỉ quạt xuống thôi thì nó rất là dễ, nhưng mà nó sẽ khó ở cái nhịp ha. Nếu mà các bạn nào thấy khó quá thì các bạn sử dụng cái công thức quạt mà mình thường hay gặp ở ukulele á. Xuống xuống lên lên xuống lên. Đó, mình quạt công thức này và một hợp âm lặp lại 2 lần. Xuống xuống lên lên xuống lên, xuống xuống lên lên xuống lên, xuống xuống lên lên xuống lên. Đây, một hợp âm 2 lần nè. Xuống xuống lên lên xuống lên, xuống xuống lên lên xuống lên. Nếu mà mình thấy công thức kia khó thì mình sử dụng công thức này nhé. Ok, mình quay trở lại công thức hồi nãy nè. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Trái đất tôi yêu màu xanh, yêu màu xanh. Đó, cái công thức quạt này mà hát vô thì nó sẽ hơi khó ha. Còn cái quạt xuống xuống lên thì nó sẽ dễ hơn nè. Trái đất tôi yêu màu xanh, yêu màu xanh. Rơi vòng quanh mặt trời cô viết sẽ đi thật nhanh. Trong tình yêu, tinh thần luôn rạng ngời. Áo trắng xin mạnh mẽ lên, kiên cường thêm qua hàng đêm. Vì mọi người vẫn luôn trao niềm tin, lên đôi vai suốt bao ngày. Nào mình cùng đón ban mai dịu êm, xoa bàn tay, xoa sạch đi. Vì khuôn hạnh phúc khi đeo khẩu trang. Ok, còn khó hơn một xíu nữa thì các bạn có thể đánh công thức như thế này. Ok, nó sẽ là xuống 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 lên. Xuống 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 lên. Cái xuống lên ở phía cuối cùng của công thức là các bạn sẽ đánh nhanh. Xuống 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 lên. Sau khi các bạn đánh xuống lên xong là các bạn sẽ nối liền trở lại từ đầu công thức luôn. Thì nó sẽ nghe giống như là nó xoắn cái đuôi ở phía đuôi công thức vậy á. Xuống, 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 xu
xuống xuống. À quên, đô qua la thứ chứ, làm lại nè. Xuống 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 lên xuống 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 lên xuống 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 xuống. Rồi Dũng hát thử vài câu thôi ha. Trái đất tôi yêu màu xanh. Ok, còn tới cái khúc rap thì cũng mỗi một hợp âm các bạn sẽ lặp lại hai lần công thức. Còn công thức dùng cho khúc rap á, thì các bạn có thể sử dụng lại những cái tiết tấu mà hồi nãy giờ mình tập ở trên. Ví dụ như các bạn có thể chọn cái tiết tấu là móc đập 3 2 1 đập, móc đập 3 2 1 đập, hoặc là quạt cũng được nhé. Và cũng một hợp âm lặp lại hai lần luôn. Chỗ này thì các bạn mở nhạc của ca sĩ lên xong rồi mình đánh và mình rap theo ha. Chứ Dung không có biết rap đoạn này nên Dung không có rap mẫu cho các bạn được. Còn cái khúc lên tông á thì nó sẽ có những cái hợp âm khác. Nó sẽ có hợp âm rê trượng nè, rồi hợp âm si thứ. Thì hợp âm si thứ chỗ này các bạn thay cho Dung thành hợp âm si thứ 7 cho nó dễ bấm. Rồi hợp âm son trượng, hợp âm la trượng. Đó, thì mình chỉ có bấm hợp âm khác rồi mình hát cái tông cao hơn thôi. Còn cách đánh tay phải thì vẫn đánh tương tự nhé. Ok, như vậy là hết clip rồi đó. Chúc các bạn tập thật là tốt nhé. Bye bye.